Xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào các bác ơi, em hôm nay sẽ lại lên clip giới thiệu cho tất cả mọi người về những sản phẩm của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Và trong clip này thì em sẽ giới thiệu tất cả các bác, đó là mẫu mèo 15cm, mẫu mèo nhỏ nhất, và một cây rìu, đó là một cây R04. Thì hai sản phẩm này thì tất cả cái dao này nhé các bác nhìn thấy nó mài trắng như vậy, nhưng mà nó cũng được rèn từ thép nhíp, nhưng mà kiểu nó là lưỡi dài 15, thì cái bản nó hơi bé thì bên em sẽ mài trắng nó luôn để nhìn nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng của nó, mài trắng ấy ạ, chứ không phải bên em làm từ một cái chất liệu khác đâu nhé các bác. Nó cũng đều là chất liệu thép nhưng mà mài trắng nó đi đó. Thì em sẽ giới thiệu với tất cả các bác, đến với tất cả các bác về cái chức năng cũng như thông số của từng con một, để các bác mình quan tâm ý, thì mình có thể biết về chức năng của nó thông qua clip này của em nhé các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác, đó là một mẫu dao mèo 15, có mã là M15NC nha các bác. M15NC đây. Đây ạ, đây là sản phẩm của hợp tác xã Gia Phúc Sen, dù là những cái bé nhất thôi đây ạ, thì nó cũng được có dập chìm chữ HTX Gia Phúc Sen và luôn luôn có tem chống hàng giả ở đây, để các bác mình mà dùng cái phần mềm iCheck thì các bác có thể check ra được sản phẩm bên em. Và tất nhiên rồi, cái này là thép nhíp mài trắng thì bên em sẽ để cái khâu của nó là khâu inox và chốt inox để nó đồng bộ màu trắng luôn. Đó, đồng bộ màu trắng luôn. Đây sẽ là gỗ cẩm chỉ này. Gỗ cẩm chỉ thì nó sẽ có cái vân gỗ khác nhau, kể cả hai bên thì nó cũng đã không giống nhau rồi. Đó. Lưỡi của con này nhá, lưỡi của con này thì dài lưỡi 15cm và nó có độ dày khoảng 2,5mm đấy các bác. 2,5mm thì các bác có thể dùng cây này để mà mình đi câu hoặc là đi phượt, mà các bác có một cái vật nào để các bác chặt cây rồi thì mình có thể lấy con này mình đi gọt hoa quả này, thái này, lọc được này, và các bác có thể dùng để vót cây và chặt những cây nào bé này thôi đó, bé, để mình tại vì là nó không nó nhỏ thì nó không quá dày thì mình không thể chặt được những cành quá cứng đó. Đây là mẫu mèo 15NC và cái vỏ của nó nhé các bác, cái vỏ của nó này, vỏ của nó thì cũng được làm từ gỗ cầm chỉ, vỏ này thì rất là đẹp luôn đấy, có một chốt ở đây, hai chốt nghe này, chỉ chốt ở đây thì nó rất là chắc chắn đấy, rất là chắc chắn luôn. Vỏ nhọn nhé, vỏ nhọn theo con dao luôn. Đấy là mẫu mèo 15NC. Nhìn nó cực kỳ gọn luôn này các bác này. Đấy, rất là gọn. Một mẫu, một sản phẩm mèo 15 mài trắng, rất là gọn. Cái mũi, đây ạ, cái mũi của nó này, cái mũi của nó nhìn hơi hếch lên một chút này, các bác có nhìn thấy không? Đấy, em đặt theo chiều này thì các bác có thể nhìn thấy rõ hơn. Đó, đây là mẫu mèo 15 nhá. Để cho đa số thì các bác đi câu mình hay sử dụng cái mẫu này, tại vì nó có thể chặt nhẹ được mà. Đó. Rồi ok, tiếp theo nhá các bác. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đó là mẫu rìu. Đây là mã của nó là R04. R04 này thì sẽ có trọng lượng rơi vào khoảng 1,1 đến 1,2 kg. Để các bác, mẫu này nói chung là mẫu này các bác đi phượt thì đi cắm trại thì có thể sử dụng. Tuy nhiên là nó sẽ hơi nặng một chút nhá. Còn nó sẽ phù hợp với tất cả các bác là mình sử dụng để lao động ấy, để lao động, để trưng, kể cả cái mẫu nhỏ hay mẫu to mình để trưng thì đều được nhá. Đây ạ. Đây là cái lưỡi rìu của nó này. Lưỡi rìu 04N này. Đây, các bác có thể nhìn thấy được cái lưỡi của nó. Được thiết kế theo cái bản này thì được rất là nhiều bác mà thích cái kiểu dáng như này luôn. Rất nhiều bác thích kiểu dáng như này. Đó. Thì cán của nó cũng là gỗ cầm chỉ. Cán của nó cũng được làm từ gỗ cầm chỉ này, gỗ tự nhiên nhé các bác nhá, gỗ tự nhiên. Thì cái cán của nó đây, cán ở đây thì nó sẽ dài khoảng 34cm. Cán dài 34cm. Và cái lưỡi này này, cái lưỡi này nó sẽ khoảng 14cm, 13 đến 14cm cái lưỡi rìu. Đây em sẽ cho các bác xem tất cả các góc cạnh của cái con rìu này luôn. Đó. Đây. Cái này mà dùng để chặt thì nó rất là đầm tay, tại vì em cầm so với cái tay của các chị em phụ nữ mà mình cầm ấy thì nó khá là nặng các bác ạ. Em cảm giác nó rất là nặng, khá là nặng. Đó. Thì để cho các bác mà mình chặt cây ấy, thì nó sẽ rất là vừa nhá. Đó, đây là mẫu R04. Mã là R04 nha các bác. Đó, em sẽ để vào đây. Thì các bác mình có thể chiêm ngưỡng lại em nó nhá. Đó. Đây là mẫu R04. Mã sản phẩm là R04. Nên em sẽ để vào đây để các bác mình có thể nhìn thấy hai sản phẩm
nhìn kỹ hơn về hai sản phẩm này. Thứ nhất là Rìu R04 và thứ hai là một con mèo 15, mã là M15NC. Đấy, thì trong cái clip này thì em giới thiệu kích thước cũng như là chức năng của nó. Thì các bác mà đang quan tâm ý, thì mình có thể liên hệ lại với em theo số điện thoại 0987240733, đấy là số hotline của bên em nhé. Hoặc là các bác có thể để lại số điện thoại vào đây thì em sẽ liên hệ lại với tất cả các bác để tư vấn cho tất cả các bác một cái mẫu dao phù hợp nhất. Và hoặc là các bác có thể lên trang web của hợp tác xã Dao Phúc Sen là daophucsen.vn hoặc là htxdaophucsen.com. Thì ở trên đấy thì sẽ có đầy đủ tất cả những sản phẩm cũng như giá cả của nó nhé các bác nhé. Rồi ok ạ, thì chắc là em sẽ dừng lại cái clip này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã lắng nghe và xem cái clip của em và ủng hộ hợp tác xã Dao Phúc Sen trong thời gian vừa qua. Thì em sẽ dừng lại cái clip này tại đây ạ. Các bác đang xem clip thì cho em xin một nút đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Chúc tất cả các bác có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.